Kính chào tất cả quý thành viên thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hôm nay tôi muốn dùng cơ hội này để chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em một vài điểm liên quan đến những sinh hoạt của Giáo xứ, đặc biệt trong những cái lúc khẩn thiết này. Thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng ta cũng đã được biết và chúng ta cũng đã được thông báo về tình trạng coronavirus. Hiện nay, theo chỉ dẫn của giáo quyền cũng như là chính quyền, thì tất cả các sinh hoạt tụ họp đông người trên 250 người đều tạm đình chỉ cho đến hết tháng 3. Cụ thể, tại giáo xứ của chúng ta, chương trình giáo dục trẻ em, các sinh hoạt, ban, ngành, đoàn, hội, kể cả việc phục vụ ẩm thực đều tạm ngưng cho đến khi có lệnh mới. Kể cả việc tĩnh tâm của giáo xứ và buổi hòa giải chung sẽ không tổ chức nữa. Do đó, từng người và từng gia đình sắp xếp để có thể cử hành bí tích hòa giải riêng. Trong suốt tuần vừa qua, tôi cũng xin lỗi là hệ thống Internet của giáo xứ nó không hoạt động, cho nên quý vị không có thể liên lạc được với văn phòng bằng điện thoại. Chúng tôi cũng đã đặt mua hệ thống mới và cuối tuần này sẽ sửa xong. Do đó, trường hợp khẩn cấp xin liên lạc qua số điện thoại 770-910-2443. Về phụng vụ tại nhà thờ, quý cha vẫn dâng lễ ngày thường và cuối tuần để có lễ trực tuyến. Vậy giáo dân không cấm tham dự nhưng cũng không khuyến khích tụ họp đông người. Do đó, các ban trực thuộc khối phụng tự sẽ không buộc phải đến phục vụ trong những cái sinh hoạt và phụng vụ đã được nêu trên. Chiều ngày 13 tháng 2 năm 2020 vừa qua, Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Atlanta đã gửi thông báo đến cho tất cả các giáo xứ với nội dung sau. Đức cha giám quản Joan Conjon đã cho phép tất cả các giáo dân công giáo trong Tổng Giáo phận được miễn chuẩn bổn phận tham dự các thánh lễ Chúa Nhật của các cuối tuần 14, 15, 21, 22, 28, 29 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, các giáo hữu vẫn cần và có thể tham dự thánh lễ trực tuyến, và khi thực hiện điều đó thì sẽ rước lễ thiêng liêng. Tại giáo xứ sẽ có thánh lễ trực tuyến vào sáng Chủ nhật lúc 7 giờ 30 và 9 giờ 30. Để tham dự thánh lễ trực tuyến, xin vào trong Facebook và đánh chọn đầy đủ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Với YouTube thì xin vào viết tắt bằng tiếng Anh là Holy Vietnamese Martyr Atlanta. Cụ thể lại đánh vần là HVMATL để tham dự. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì điều kiện không cho phép chúng ta tham dự thánh lễ tại nhà thờ, cho nên tôi tha thiết kêu mời các gia đình. Đây chính là lúc mà các gia trưởng thể hiện cái vai trò là người lãnh đạo của gia đình trong việc cử hành phụng vụ, dạy giáo lý, cầu nguyện chung với tất cả gia đình. Và đồng thời, đây cũng là lúc mà gia đình có thể sum họp và chia sẻ với nhau những cái thời giờ quý báu này. Xin đừng lãng phí để cho con em không có sử dụng thời giờ cho thích hợp. Tôi cũng được biết
các trường học cũng sẽ gửi những bài làm về học và bài làm về cho các con em của chúng ta. Xin các gia đình sắp xếp kế hoạch sinh hoạt gia đình của mình cho nó cụ thể, cũng như là cho các con em của chúng ta có những cái thời biểu sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống để bảo đảm được sức khỏe, bảo đảm được cái sự tiến bộ tiếp tục trong việc học tập của con em của chúng ta. Và xin cũng đừng quên là chúng ta bên cạnh cái việc mở mang tri thức, chúng ta còn cần hướng dẫn các em trong đời sống đức tin. Xin vào trong những trang web của khối giáo dục, của giáo xứ của chúng ta, của chương trình Tiêu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, để chúng ta có những bài học cụ thể giúp cho con em của chúng ta trong cái giai đoạn này. Và cái điểm sau cùng tôi muốn thưa với quý ông bà và anh chị em, quả tình cái điều này thưa với quý ông bà và anh chị em trong cái giai đoạn, trong cái lúc này thì có lẽ nó không có hợp lý. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là vấn đề tài chính hạn hẹp của giáo xứ của chúng ta trong cái lúc này. Trước hết là tôi xin đề cập đến quỹ xây dựng. Như chúng ta đã sử dụng cái ngôi thánh đường mới hơn 3 tháng rồi, cho nên số chúng ta cần phải thanh toán trả hết tiền cho công ty xây dựng, cũng như chúng ta còn cần một số ngân khoản nữa để hoàn tất một hai cái dự án còn đang được thực hiện, như tượng đài Thánh Giuse, sửa lại các lớp học cho con em của chúng ta. Tổng cộng lại cái chi phí hiện nay chúng ta, cái ngân khoản hiện nay chúng ta còn cần phải trả đó là khoảng 800.000. Vậy thì như chúng ta cũng đã được trình bày và chúng ta cũng đã nắm được cái số tiền ngân khoản để chúng ta xây trong cái quỹ xây dựng của chúng ta đó, nó bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là cái số tiền ở trong ngân hàng của giáo xứ của chúng ta cũng đã chi hết, sử dụng hết rồi. Rồi cái số tiền thứ hai là cái số tiền chúng ta có thể mượn được của tổng giáo phận, chúng ta cũng đã mượn hết cỡ và chúng ta cũng đã chi rồi. Nó còn lại là cái gì? Còn lại là cái số tiền mà quý ông bà và anh chị em đã rộng rãi dâng hiến qua cái phiếu hứa, và cho đến giờ phút này thì chúng ta còn khoảng 2 triệu nữa cần hoàn tất, tổng với cái tổng số hứa là 6 triệu, nhưng mà giáo xứ mới nhận được khoảng 4 triệu, cho nên còn khoảng 2 triệu nữa. Chính vì vậy, tôi tha thiết xin quý ông bà và anh chị em, nếu những ai có thể được thì cố gắng chúng ta hoàn tất sớm để giáo xứ có cái ngân khoản để mà trả thanh toán hết cho công ty xây dựng. Và đồng thời về quỹ điều hành thì với ngôi thánh đường mới chắc chắn những cái chi phí nó cũng sẽ đi lên. Cho nên giáo xứ xin các gia đình tiếp tục dâng hiến cho quỹ điều hành là $35 một tuần. Chúng ta có thể dâng hiến qua hệ thống phong thư hoặc là gửi qua bưu điện, rồi đặc biệt là ở trên cái trang web của giáo xứ chúng ta cũng có thể dâng hiến online. Bởi vì cho dù rằng chúng ta không có trường hợp mà nó xấu quá, chúng ta không thể nào đến nhà thờ được, nhưng mà chúng ta vẫn phải trả tiền bảo hiểm, tiền điện nước ga, tiền an ninh, hệ thống báo động, lương bổng. Cho nên trong tâm tình đó, tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng cố gắng tiếp tục để mà chia sẻ chung tay với nhau trong cái công việc bảo trì trong tất cả mọi chuyện đó, để giáo xứ có những cái ngân khoản để mà sinh hoạt cho nó cụ thể. Vậy thì thưa quý ông bà và anh chị em, hòa trong tâm tình của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha Giám Quản, Đức Cha Phụ Tá, tôi xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho thế giới của chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin qua lời truyền cầu của mẹ Maria, cơn dịch bệnh này được quét sạch và các bệnh nhân được an lành. Và xin Thiên Chúa cũng ban sự khôn ngoan cho những nhà lãnh đạo, những ai phải trực tiếp giải quyết những vấn đề của bệnh dịch này. Và xin Chúa chúc lành cho từng người, từng gia đình, cho giáo xứ và cho cả thế giới của chúng ta.
Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.